Rồi, hello cả nhà nha. Hôm nay mình lên cho anh em một sản phẩm phục vụ cho những cô chú anh chị mà xài đồ cổ nha anh em. Đó, hôm nay mình lên cho anh em đó là một hải đồ cổ. Đây là mình lên full một bộ số SS50 năm số. Nói chung là anh em nói dễ nghe là bộ số 67 năm số nha. Luôn cốt cần móc số và luôn cốt vô đạp nha anh em. Đó, thì tình trạng bộ số này là zin vip đẹp không lỗi, số thì không nhăm không gãi không mẻ, càng thì nguyên zin chưa mòn chưa đắp đó nha anh em. Thì một bộ số này mình bán cái giá mùa này nè anh em, cái bộ số này mình bán giá mùa này thôi 6,5 triệu cái bộ này nha anh em. Bình thường bộ số cỡ như thế này mà nếu mà đúng tay mà người chuyên về bán mà đồ kiểu như là gọi là idol mà bán á, bộ số này là anh em mua không bao giờ dưới 8-9 triệu đâu nha anh em. Còn này em bán nguyên bộ này nè, em chỉ bán một bộ nguyên bộ số luôn, hai bộ cốt này nè, tình trạng là rất là đẹp không lỗi, mình bán là 6,5 triệu nha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ alo mình nha. Đây mình quay chi tiết trước cho anh em nha. Đây là cái cây cần đạp nha, đó, hàng tháo xe kho nha anh em, đẹp nha, đó. Anh em coi ha, răng cỏ ok hết, bộ số nha anh em, cái bộ số này mình bán gồm hai cốt như hình, nói chung là mình bán cái giá này là full đầy đủ đồ như trong hình nha anh em, đó. Anh em cần xài thì cứ alo mình nha. Đây là cái cây cầm móc số. Rất là đẹp, răng cỏ là bao xài nha anh em, cỏ là còn ok luôn, tuổi đời bộ số này cũng mấy chục năm mà nha anh em, nó lớn tuổi hơn cái thằng quay clip này luôn, đó là điều chắc chắn. Rồi, đây anh em nhìn răng cỏ ha, màu rất là đẹp nè, cốt nhông tải zin nè, đẹp luôn nè, còn ốc luôn nha anh em. Số anh em mà kiếm bộ số năm số mà zin tháo xe mà đẹp cứ dày mà nguyên zin nó chưa đắp, càng cô đồ chưa đắp chưa gì hết và số là không mẻ không sức gãi gì hết thì mình bán cái giá này á, nếu mà người biết xài thì nói nhìn vào là sẽ biết là bộ số này nó rất là hợp lý nha anh em, cái giá rất là hợp lý, mình bán chỉ có 6,5 triệu thôi nha anh em. Rồi bây giờ mình cắt ra luôn, cắt ra cho anh em thấy càng cua rồi này kia, trong đó, ông quay clip không rút cái càng cua ra, không biết càng cua nó đẹp như thế nào ha. Đồ bán thì nói chung là giống như chen là mình phải biết nó như thế nào mình mới bán chứ không có phải là bán mù nha anh em, món đồ nào mình bán mù nó bán mù, đồ mà vip mới bán đồ vip nè, càng nha anh em, càng nguyên zin nha, chưa đắp hàng một cái càng nào hết nha anh em. Đó, bộ số này là mình bao anh em là bao không lỗi, có nghĩa là về anh em lên xe là chạy thôi nha, không cần phải gọi là chỉnh sửa gì hết nha. Đó, số bao đẹp bao không lỗi, càng nè, càng anh em. Đó, càng là đẹp nha, không có đắp hàng gì hết. Hầu như là nếu mà những cái bộ số 67 đến thời điểm hiện tại á, là càng là đa số là đắp hết rồi nha anh em, bộ số đa số là bị đắp hết. Đây số này anh em, không có nhăm không có gãi không có mẻ gì hết nha anh em. Quay về là anh em thấy còn hết là biết ha, số tiền đẹp luôn. Đây con này nữa nha, nhìn số cũng không tải, bộ số năm số nha anh em, không có nhăm không có mè không có gì hết nha anh em. Rồi cô chú anh chị nào mà cần thì cứ alo em nha, xúc em nói về vô xe 67 dán zin 5 số bao phê nha.
rồi 6:30 nha mọi người.